Một cô gái 12 tuổi lo lắng đi lạc vào một ga tàu điện ngầm, dường như đang trốn tránh điều gì đó. Người đàn ông bên cạnh đang muốn tự tử, nhưng khi nhìn thấy cô bé lại chọn bỏ cuộc, vì anh ta thấy đám sát thủ xã hội đen phía sau cô bé. Sau khi anh chạy kịp lên tàu, trong nháy mắt đã xử lý xong tất cả sát thủ. Nhưng cô bé cũng không vì vậy mà tin anh ta là người tốt, nên đã chạy trốn khỏi tàu điện ngầm. Không ngờ ra ngoài lại bị người khác chặn lại. Người đàn ông kia lại lần nữa cứu cô bé. Anh ta và cô bé kia không quen biết gì nhau, vậy tại sao anh ta lại cố gắng bảo vệ cô bé đó chứ? Người đàn ông đó tên là Luke, anh ta là một võ sĩ đấm bốc. Tối hôm đó, anh tham gia một cuộc thi. Sau khi ra tay một cú, anh đã khiến đối phương phải vào bệnh viện vì chấn thương nặng. Luke không hề nghĩ rằng chuyện sẽ xảy ra đến mức này. Thế là anh đã tức giận đến hỏi ông chủ của nơi tổ chức cuộc thi. Nhưng ông chủ lại hỏi lại anh ta, các cuộc thi trước anh ta thua. Vậy tại sao trận đấu này lại thắng? Vốn anh ta không có quan hệ gì với ông chủ, nhưng ông chủ lại đánh cược vào trận đấu lần này. Vốn nghĩ mình sẽ thắng, nhưng không ngờ ông ta lại thua 1 triệu đô. Không chỉ có một mình ông chủ thua, mà còn cả ông trùm xã hội đen nước Nga. Cuối cùng ông chủ còn nhắc Luke cần phải cẩn thận, vì số tiền ông trùm nước Nga thua còn nhiều hơn. Luke thấy chuyện không ổn, anh nhanh chóng lái xe chạy về nhà. Vừa đi vừa gọi điện cho vợ và nói không được về nhà. Nhưng sau khi về nhà, vợ anh đã bị xã hội đen giết hại. Hơn nữa, vợ anh còn đang mang thai đứa con của anh, một lúc mất thai mạng. Luke quỳ xuống đất, anh không nói câu gì. Lần này sát thủ được phái đến không phải ai khác, mà chính là con trai ông trùm, hắn là Vasily. Đây cũng là lần đầu tiên Vasily giết người, và chính là vì lập băng đảng riêng của mình. Không chỉ vậy, hắn còn nói với Luke rằng hắn sẽ không tự tay giết chết anh, nhưng sẽ giết chết những người bên cạnh anh, có quan hệ với anh. Thậm chí là một người anh đã từng nói chuyện, cũng sẽ chết vì anh. Cách giải quyết duy nhất chính là Luke phải chọn tự sát, để không liên lụy đến chủ nhà. Luke đã thu dọn hành lý và một mình rời đi, sống một cuộc sống lang thang. Anh không còn nơi nào để đi, chỉ đành đến trung tâm cứu trợ ở tạm. Tối đó, trước khi đi ngủ, người đàn ông bên cạnh thích giày của anh. Thế là đã hỏi anh có muốn một đôi giày tốt hơn không? Luke cố gắng không nói chuyện với đối phương. Nhưng khoảnh khắc đối phương cởi giày ra, thực sự đã dọa anh. Chân của người đàn ông đó đã thối rữa nghiêm trọng. Cho nên, Luke đã lấy ra một đôi giày rồi đưa cho đối phương. Không ngờ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người đàn ông nằm bên cạnh đã bị người khác sát hại. Luke bất lực, đành đi lang thang trên phố. Hôm đó anh bỗng gặp cảnh sát Alex. Alex không nói gì liền bắt Luke lại, sau đó đưa Luke đến một căn nhà đã bị bỏ hoang. Hóa ra trước kia Luke là một cảnh sát, từng là đồng nghiệp của Alex. Nhưng vì Luke nhận thú tội, không muốn cùng bọn họ tham ô, cho nên Luke đã rời đi. Giờ Alex và mấy người nữa thấy bộ dạng của Luke, họ đều cười nhạo những gì anh trải qua. Luke không hề phản kháng lại, có thể nói là đánh không lại, mắng không lại. Bọn họ khuyên Luke đừng làm liên lụy đến người khác, rồi bảo anh hãy tự tử. Nhưng Luke căn bản không hiểu họ, nên đã đứng dậy rồi rời đi. Sau đó, anh đến ga tàu điện ngầm, suy nghĩ về lời mà Alex nói, quyết định tự kết liễu đời mình. Nhưng lúc này anh bỗng nhìn thấy cô bé người Trung Quốc tên Mỹ 12 tuổi. Đồng thời, anh cũng nhìn thấy bọn sát thủ người Nga đang truy sát anh. Anh trộn vào đám đông quan sát cô bé, phát hiện đám sát thủ đó đang truy sát cô. Anh lập tức đi ra, nhưng cửa tàu đã đóng lại. Sau đó, Luke trèo được vào tàu điện ngầm nhờ lan can ở đuôi tàu điện. Nhân cơ hội đó xử lý hết đám sát thủ. Cuối cùng có một tên sát thủ nhận ra Luke, nhưng lúc đó đã quá muộn. Là mày, là thằng nhặt rác đó à? Tao không nhặt rác, tao xử lý rác. Khi Luke đi lên hỏi Mỹ, Mỹ đã nhanh trí và trốn khỏi đó. Luke tiếp tục đuổi theo. Vừa ra khỏi tàu, Mỹ bị Alex bắt lại. Bọn họ cũng bị băng đảng Nga mua chuộc. Alex không hề nghĩ đến rằng Luke vừa bị họ đánh, giờ lại đánh lại bọn họ. Khi Mỹ muốn chạy trốn một lần nữa, Luke đã nhanh chóng giữ cô bé lại và giải thích mình là người tốt. Lúc này, người của băng đảng Nga đã đuổi đến chỗ đó. Luke nhanh chóng dẫn Mỹ đi và giữ một màn tốc độ, hồi hộp. Nhưng do người của đối phương quá nhiều, Luke không thể không nghĩ sang cách trốn khác. Anh bảo Mỹ hãy chạy đi, còn mình ở lại xử lý sát thủ. Đúng là một kế hoạch hay. Luke đã xử lý xong trong nháy mắt. Giờ Luke và Mỹ đều là đối tượng mà băng đảng Nga nhắm đến. Cho nên sau khi trang bị đơn giản cho mình, họ đã đến một khách sạn xa hoa để nghỉ ngơi. Ở đây, cuối cùng Mỹ cũng nói cho Luke biết sự thật. Hóa ra Mỹ chính là một thiên tài đi học ở Nam Kinh, cô vô cùng mẫn cảm với các con số. Do vậy, thường xuyên bị thầy giáo khó chịu trong giờ toán, nhà trường quả nhiên không dạy được cô bé. Thế là họ quyết định chuyển cô bé đến một trường học tốt hơn ở Bắc Kinh. Cô bé từ nhỏ đã mất cha, mẹ lại luôn bị bệnh nặng, cho nên cô bé không muốn rời khỏi đây. Hôm đó, trên đường về nhà cô bé bị bắt cóc, chúng dẫn cô đến một nơi rửa tiền. Ở đây Mỹ gặp ông chủ xã hội đen, đó là ông Han, người đã hơn 60 tuổi. Nguyên nhân bắt cóc Mỹ rất đơn giản, đó là ông ta đã nhìn trúng kỹ năng nhớ lâu của cô bé. Ông Han bảo Mỹ chuyển đến New York để quản lý công việc cho ông ta, còn bảo Mỹ nhận một thuộc hạ là cha mình. Ban đầu Mỹ không chịu nghe theo, nhưng ông Han đã lấy mẹ cô bé ra để uy hiếp cô. Cho nên, cô bé không thể không đáp ứng sẽ giúp họ. Sau khi đến New York, Mỹ quả không phụ kỳ vọng, cô đã xử lý vụ làm ăn vô cùng xuất sắc. Trong khoảng thời gian này, mẹ cô bé bị bệnh nặng nên qua đời. Cho nên cô bé đành ở lại New York. Hôm đó, ông Han đưa cho cô bé một tờ giấy, trên đó viết một dãy số mật mã. Ông bảo Mỹ hãy nhớ trong đầu. Chưa đợi ông ta nói xong, Mỹ đã nhớ hết dãy số đó. Cái đầu này quả thực là vô cùng tài giỏi.
Sau đó, nhiệm vụ tiếp theo của Mỹ chính là đến một nơi khác rồi viết dãy mật mã đó. Nhưng khi đi trên đường, xe của bọn họ bị băng đảng của Nga cướp lấy. Trong lúc hỗn loạn, Mỹ đã bị băng đảng Nga bắt đi. Ông trùm băng đảng Nga bảo Mỹ nói ra mật mã. Mỹ không nói một chữ gì. Vào lúc Vasily chuẩn bị giết chết Mỹ, cảnh sát bỗng nhiên xông đến. Hóa ra là cảnh sát mà ông Han đã mua chuộc. Băng đảng Nga cũng không tỏ yếu thế và đưa ra điều kiện. Cảnh sát trưởng biết trong đó nhất định có bí mật, cho nên ông ta bắt đầu nói điều kiện với hai bên. Mỹ nhân lúc đó mới chạy trốn ra ngoài. Sau đó gặp một cảnh như trên tàu điện ngầm. Thực ra, Mỹ đã phá giải được hàm ý của dãy số đó từ lâu, bên trong đó giấu một dãy mật mã. Lúc này, băng đảng Trung Quốc và Nga đang tìm tung tích cô bé khắp nơi. Người của bên Trung Quốc nhờ định vị điện thoại của Mỹ nên đã tìm được đến khách sạn, còn uy hiếp tất cả mọi người trong khách sạn. Bảo vệ khách sạn nhanh chóng chạy đến. Hai bên nổ súng lẫn nhau, Mỹ và Luke cảm thấy không lành. Luke bảo Mỹ viết mật mã xuống tờ giấy và nói nếu bị người khác bắt đi, không được nói bất kỳ thứ gì. Sau đó Luke dẫn Mỹ định chạy trốn. Vì hành lang và thang máy đều bị chặn lại, cho nên họ chỉ đành đi thang bộ. Khi đến phòng ăn tầng 2, lúc này ở đây đã đầy thuộc hạ của ông Han. Luke chỉ đành chiến đấu với chúng, còn Mỹ lén lút bò dưới đất. Tuy nhiên cô bé lại bị cha bắt đi. Luke một mình chiến đấu với bọn chúng, đương nhiên không đấu lại được. Sau khi thấy Mỹ bị bắt đi, anh lập tức ôm một tên sát thủ khác rồi nhảy ra ngoài. Sau khi chạy trốn, Luke đã giả danh mình là người của băng đảng Nga. Thế là anh gọi điện cho Vasily. Vasily lập tức nói vị trí của mình. Một lúc sau Luke đã đến quán bar của Vasily. Anh nhanh chóng giải quyết vài người xung quanh rồi dẫn Vasily đi. Sau đó anh gọi điện cho ông Emin, lợi dụng Vasily để uy hiếp ông ta nói ra bí mật đằng sau mật mã đó. Hóa ra mật mã mà Mỹ nhớ chính là của Market. Bên trong đó có 30 triệu đô la Mỹ. Còn một mật mã nữa sắp được trao đổi. Bên trong đó hiện vật có giá trị lên đến 30 triệu đô la Mỹ, còn biết vị trí của hòm két đó. Sau khi biết được những tin này, Luke đã gặp một vài đồng nghiệp cũ của Alex trước kia, chuẩn bị đánh lén một phen. Tiền sau đó sẽ được chia đều. Còn trước mặt những người kia, tiêu hủy đi tờ giấy mật mã. Hiện tại, trong mấy người họ chỉ có Luke biết mật mã, cho nên họ không thể không làm theo những chỉ đạo của Luke. Sáu người xông vào sòng bạc, vài tiếng súng vang lên, cuộc chiến bắt đầu. Bọn họ phân công rất rõ ràng. Không lâu sau, họ đã xuống tầng hầm bên dưới sòng bạc. Sau một trận quyết chiến xảy ra, mấy người cuối cùng cũng đến trước hòm két. Trước khi mở két, Luke bảo họ hãy bỏ hết súng trong tay ra. Trong lúc mấy người họ đang nín thở, Luke đã cầm súng và bắn chết những người của Alex. Chỉ còn thừa lại cảnh sát trưởng. Sau khi hai người lấy số tiền 30 triệu đô la trong két ra, Luke đã trói cảnh sát trưởng lại, rồi ném ra cốp xe. Lúc này trong cốp xe đã đầy đủ, còn chen chúc nhau hơn so với ghế trên. Sau đó, Luke gọi điện thoại cho thị trưởng. Nhờ thị trưởng, anh liên lạc được với người đứng sau chuyện này là Gianni. Luke biết được vật có giá trị bên trong chiếc két từ miệng Gianni. Thực ra, là một chiếc đĩa CD ghi lại tất cả các vụ rửa tiền. Năm đó, Gianni và Luke cùng nhau đến chợ xử lý một vụ án tội phạm. Nhưng để trao đổi, thị trưởng cần có người đứng ra rửa tiền. Hiện nay, muốn dùng chiếc đĩa này để đổi lấy số tiền là 30 triệu đô la. Không ngờ số tiền này lại bị Luke cướp mất. Lúc này Luke một mình đến tìm thị trưởng. Thị trưởng muốn dùng Mỹ để đổi lấy 30 triệu đô la. Nhưng Luke lại bảo hắn ta đánh nhau một trận thì mới nói tiền ở đâu. Đồng thời hai người cùng nhau bỏ súng, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mỹ lặng lẽ cầm súng lên và nổ súng. Khi thị trưởng ngoảnh đầu lại, Luke đã đánh chết hắn. Sau đó anh thả cảnh sát trưởng phía sau cốp xe ra và cũng thả Vasily ra. Trước khi đi còn cảnh cáo Vasily đừng đến gây phiền phức nữa. Sau đó anh còn đưa cho cảnh sát trưởng 50.000 đô coi như tiền thù lao. Giờ Mỹ và Luke nương tựa lẫn nhau, nhưng họ vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Hai người đã linh động đem hết số tiền còn lại trả cho ông Han, không phải vì điều gì khác mà là đổi cho họ một cuộc sống bình yên. Hơn nữa sau khi đồng ý phải đem tiền trả lại cả vốn lẫn lãi. Cuối cùng hai người sao chép nội dung trong đĩa CD vào trong các hộp an toàn ở khắp thành phố để phòng bất chắc. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim Mật Mã Sống do Jason Statham làm diễn viên chính, kể về một cảnh sát tinh anh bảo vệ một bé gái 12 tuổi bị rơi vào tay kẻ xấu. Thực ra bộ phim của anh sẽ có rất nhiều người xem. Còn cảnh diễn xuất trong bộ phim này cũng rất đặc sắc, đến từng chi tiết, động tác nhanh chóng, chắc chắn. Cảnh bắn súng cũng khiến nhiều người no đã con mắt. Luke trong bộ phim ở phe thứ ba, cố gắng bảo vệ cô bé. Nhưng vai diễn của các thế lực khác cũng khiến người khác ngạc nhiên. Dây trước còn đánh nhau người sống kẻ chết, dây sau đã bắt tay làm hòa. Vô cùng hoàn hảo. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Từng có người nói bộ phim này có chút giống với bộ phim Leon. Cả bộ phim ngoại trừ động tác tinh xảo, cảnh bắn súng, còn là hợp tác của một cô gái loli và một ông chú trung niên. Nhưng bộ phim này lại khiến người ta có cảm giác khác. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu thích video của tôi, đừng quên like, bình luận và chia sẻ nhé.